ông Putin cảnh báo về hậu quả nếu phương Tây gỡ rào vũ khí cho Ukraine. Ông Putin nói việc Ukraine dùng vũ khí tầm xa được viện trợ để tấn công sâu trong lãnh thổ Nga sẽ đẩy phương Tây vào cuộc chiến với Moskva. Điều đó sẽ thay đổi đáng kể bản chất cuộc xung đột. Nó có nghĩa là các nước thành viên NATO, gồm Mỹ và các nước châu Âu, đang bước vào cuộc chiến với Nga, Tổng thống Vladimir Putin nói với các phóng viên hôm 12 tháng 9 khi đề cập khả năng phương Tây gỡ rào cản, cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa được viện trợ để tập kích các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Nếu điều đó xảy ra, chúng ta sẽ đưa ra những quyết định phù hợp dựa trên các mối đe dọa đang phải đối mặt, ông chủ điện Kremlin cho biết. Phát biểu được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hứa rằng Washington sẽ nhanh chóng xem xét yêu cầu lâu nay của Kiev về cho phép quân đội Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công mục tiêu sâu trong đất Nga. Ukraine muốn sử dụng vũ khí do phương Tây viện trợ một cách linh hoạt hơn, nhằm tấn công các sân bay và mục tiêu quân sự của Nga nằm cách xa tiền tuyến. Washington hiện chỉ cho phép Kiev tấn công các mục tiêu Nga ở những khu vực do Moskva kiểm soát trên lãnh thổ Ukraine, cùng một số khu vực gần biên giới liên quan trực tiếp đến hoạt động chiến đấu. Chậm trễ trong quá trình phê duyệt sẽ giúp Nga di dời mục tiêu quân sự vào sâu hơn trong lãnh thổ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ngày 12 tháng 9. Điện Kremlin hôm 11 tháng 9 cũng tuyên bố Nga sẽ có e phản ứng thích hợp nếu các hạn chế được dỡ bỏ. Tổng thống Joe Biden dự kiến xem xét yêu cầu của Ukraine vào ngày 13 tháng 9 trong cuộc gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Nhà Trắng. Ông đến nay vẫn do dự với những quyết định và hành động có nguy cơ gây ra xung đột trực tiếp giữa Nga và Mỹ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.